Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ Tập 214 Của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1019 Kể cho ta nghe một chút về nàng Chiến tiêu tiêu Nằm mơ Cũng không có nghĩ đến đối phương rõ ràng Đã thu thần kiếm về chữa thương Nhưng mà vào thời khắc này Lại có thể xuất ra Hiện tại đang điền đã bị bảo kiếm chế trụ. Chiến tiêu tiêu muốn tự bạo cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chui kiếm đang dần dần hấp thu tinh mệnh mà mình đã tích tụ cả đời. Quân mặt tà sao có thể bỏ qua được đại vật bổ đối với bảo kiếm như thế? Đây chính là trải qua phương thức thiêu đốt, triệt để kích hoạt linh hồn chi lực. Hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất, tinh thuần tới cực điểm, mà còn là một vật vô chủ nếu chiến tiêu tiêu lựa chọn cách thần hình câu diệt thì quân mặt bà đương nhiên sẽ thành toàn cho mặc dù theo một phương thức khác. Thành Diêm Hoàng Chi Quyết, vốn ảm đạm, chợt phát ra một tia sáng kỳ dị, sau đó dần sáng lên, quang hoa trên thanh kiếm, nhanh chóng lưu chuyển. Cuối cùng, phanh một tiếng, thân thể chiến tiêu tiêu hóa thành tro bụi, triệt để hồi phi yên diệt. Chuyện hôm nay cuối cùng đã tạm kết thúc quân mặt tà hít một hơi thật sâu, quả nhiên vô cùng hung hiểm, thực lực thánh tôn không phải là thứ trước mắt bản thân có thể đối kháng. Cho dù là một đích cuối cùng gần như là đèn cạn dầu tắt, chiến tiêu tiêu cũng khiến cho mình phải thụ thương. Nếu không phải sớm có tính toán, bố trí vô số cạm bẫy lại có ngũ hành thần thông ngăn cản, khó có thể nói bản thân hôm nay gặp phải cái kết cục gì rồi. Thường thường, sau khi mà mọi việc kết thúc, thì cảnh sát mới đến hiện tại diện binh của nguyễn phủ cũng như thế xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người nguyễn phủ cao thủ rốt cuộc cũng đã tới đám người miêu kinh dân vừa tới nơi chỉ thấy nơi này vô cùng bừa bãi chẳng những mặt đất đã bị xới tung lên thậm chí hai bên sơn lĩnh cũng bị sụp hơn nữa một trận chiến này trình độ thảm liệt nhìn qua hiện trường đã không phải bàn cãi chưa gì ở đây thánh tôn cường giả chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều vô cùng kinh tâm. Căn bản không cần tận mắt chứng kiến, thấy qua hiện trường, trong đầu của mọi người đều đã phát họa ra cuộc đại chiến giữa hai vị thánh tôn cường giả. Chiến gia gia chủ, chiến vũ dân, hai con mắt nhìn chăm chăm và mọi thứ giống như kẻ mất hồn. Mọi người nhanh chóng tản ra tìm đi, xem có thấy tung tích của mặt quân giả không. Miêu kinh dân hạ lệnh bọn hắn một đường truy tung đến đây. Nếu nói về cước trình thì cả đám người đã sớm tới rồi, nhưng mà nơi này từ xa nhìn lại không có bất kỳ dị động nào, thậm chí không có bất kỳ một chút âm thanh, cho nên mọi người không để ý đến. Đợi cho đến khi có một tiếng nổ lớn gian lên thì trận chiến nơi này hoàn toàn kết thúc. Đám người tàu quốc phong lập tức xuyên rừng mà đi. Một lúc sau, trong rừng truyền ra một âm thanh vô cùng phấn chấn, tiêm nước được rồi, tiêm được rồi. Sau đó một vị thánh tôn ôm cái vật gì chạy ra cười khổ nói tiểu tử này không ngờ lại còn ngủ chứ. Mọi người lập tức dây quanh chỉ thấy kẻ có được không linh thể chất được mệnh danh là thiên tài trong thiên hạ đang nhắm mắt ngủ sai. Thật sự là tốt rồi. Miêu kinh dân vẻ mặt phức tạp ca tháng một tiếng. Dù số cường giả di hắn mà phải buôn ba ngàn dặm liêu mạng chém giết thế nhưng hắn lại có thể an ổn nằm ngủ quả thật người với người không giống nhau rồi phủ chủ tiểu tử này không phải là đang ngủ mà là bị người khác điểm nguyệt ngủ một người khác nói cần ngươi phải nói sao ta đây chẳng lẽ không nhìn ra miêu kinh dân lắc lắc đầu nhìn cái đống hỗn loạn trước mắt nói nhanh về thôi hai kẻ đánh nhau ở đây chắc cũng đã đi rồi chuyện này có thể nói là chấn động cả quyển phủ nhưng mà không biết gì lý do gì mà lại bị nén xuống. Sau này cũng không có ai nhắc ở trong quyển phủ nữa. Tựa hồ trong quyển phủ chưa từng phát sinh ra đại sự kinh thiên động địa đó vậy. Chỉ là chỗ quân mặt tà lại càng tăng cường cảnh giới. Bề ngoài, cái chuyện này xem như đã kết thúc, nhưng mà các đại gia tộc có thể cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động, không biết khi nào bạo tạc. Cho nên các đại gia tộc đều ngoài lỏng trong chặt Tùy cơ ứng biến ngược lại chiến gia bề ngoài vẫn không có gì dị thường vẫn là duy trì cái bộ dáng dương cung bạc kiếm nhưng mà nội bộ giống như là nghiêng trời là đất chiến vũ dân sau khi mà về đến gia tộc chuyện thứ nhất hắn làm chính là ý kiến lão tổ chiến luân hội đem toàn bộ sự tình ngày hôm nay bẩm báo một phen tình hình của chiến tiêu tiêu thì chiến vũ dân thật sự không hề biết rõ mà sau khi gặp chiến luân hội chiến luân hồi cũng không đề cập đến. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau, vẫn chưa có tin tức của chiến tiêu tiêu, chiến dân vũ quá thật có một chút nóng nảy. Chiến tiêu tiêu là cao thủ của chiến gia, là một tồn tại vô cùng quan trọng, mà đến cấp bậc thánh tôn, vô luận là tổn thương nghiêm trọng đến đâu, cũng không có khả năng qua một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa trở về. Dù là thân thể bị quỷ, thánh anh cũng phải sớm quay lại rồi, Chẳng lẽ bị hình thần công việc hả? Chiến Luân Hồi lập tức gọi chiến vũ dân đến hỏi cẩn thận một lần nữa. Người có thấy dấu vết của liệt quả thiêu quỷ tại nơi chiến đấu không? Nghe chiến vũ dân tinh tế thuộc lại, khi mà nghe đến đoạn hiện tượng bị lửa thiêu, sắc mặt của Chiến Luân Hồi lập tức thay đổi. Một dự cảm bất an cực độ dâng lên trong lòng. Cao thủ quyết chiến lại có thể xuất hiện dấu vết của quả thiêu. Như vậy thì... Dân, đúng thế, chỗ chiến trường quả thật, có thể thấy rõ dấu vết thiêu quỷ. Chiến vũ dân, tuy là không biết tại sao lão tổ tông hỏi như vậy, nhưng mà vẫn trả lời cẩn thận. Chiến Luân Hồi hỏi rất nhiều. Hắn vừa định hỏi, bỗng thấy sắc mặt của Chiến Luân Hồi trở nên khó coi, trong lòng nổi lên một trận bất an, đành đem những gì mà muốn hỏi nuốt vào trong bụng. Tạm thời, không có việc gì nữa, Ngươi lui xuống đi. Chiến Luân Hồi thân hình trở nên vô lực tựa vào ghế, thân sắc trở nên mệt mỏi vô cùng, phất phất tài. Dân, đệ tử cáo lui. Chậm đã, chiến luân hồi nhắm hai mắt lại nói, thuận tiện thông tri cho nhất tiếu cùng chiến đồ biết, ta muốn bế quan, lệnh cho bọn họ đến đây hộ pháp đi. Trong thời gian này, bất kể kẻ nào cũng không được vọng động, thời gian kế tiếp, bất luận đại sự gì phát sinh, cũng không được nhúng tay vào chờ sau khi ta xuất quan thì mới tính. Nhưng mà không biết lão tổ tông bế quan lần này ước chừng bao nhiêu thời gian. Chiến vũ dân dò hỏi, chậm nhất 3 tháng, sớm nhất là 1 tháng. Chiến luân hồi nhắm mắt lại, nhưng mà không biết sao chiến vũ dân cảm thấy khẩu khí của chiến luân hồi hôm nay ngập tràn ý điều hiu. giống như đã có chuyện gì bất hảo xảy ra vậy. Những ngày sau thật sự rất nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua. Hôm nay là đại thọ 500 tuổi của quyển phủ phủ chủ Miêu Kinh Dân. Miêu gia cao thấp lộ ra một không khí đầy vui mừng. Quân mặt tà trong mấy ngày này có thể nói là vô cùng nhàn rỗi. Lúc không có việc gì thì làm ra cái bộ dáng luyện công. Đương nhiên tiến bộ của hắn luôn khiến cho mấy người thánh hoàng phải sợ hãi than. Miêu tiểu miêu ngẫu nhiên cũng đến tâm sự một chút. Cũng có một số lão già không có việc gì đến đi dài dòng tiện thể giới thiệu một chút về tôn nữ cùng chắc gái của mấy lão chẳng hạn. Tổng thể mà nói chỉ có bốn chữ sống yên biển lặng. Ngày mai là đại thọ 500 tuổi của miêu Kinh Dân, sau đó một ngày chính là thời điểm tiến vào Linh Dược Duyên, hành trình đến Nguyễn phủ của mình rốt cuộc đã kết thúc rồi. Có lẽ sau ngày hôm nay mình sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại mảnh thổ địa này nữa. Tuy mình ở trong này trong một thời gian ngắn nhưng mà cũng đã giúp cho Nguyễn Phủ không ít việc phá hoại mưu đồ mấy ngàn năm của chiến gia, khiến cho hai vị thánh tôn chiến gia hoàn toàn hồi phi yên diệt. Chiến gia vì thế mà thế lực cũng giảm đi, khiến cho Nguyễn Phủ tránh được nguy cơ phân tách. Như vậy cũng đủ bù đắp cái chuyện mình lừa gạt rồi. Cảm giác thẹn với lương tâm thật sự là khó chịu. Trong mấy ngày này, miêu Tiểu miêu càng trở nên ôn nhu khiến cho quân đại thiếu gia giống như là đứng ngồi trên lửa vậy. Đồ ngốc, người đang suy nghĩ cái gì? Thấy quân mặt tà có một chút thất thần, miêu tiểu miêu ôn nhu hỏi. Trong thời gian này, miêu tiểu miêu tận lực bày ra dạng chủng nhu tình của bản thân đối với quân mặt tà hết sức ôn nhu, vô cùng thân mật, gọi hắn bằng hai tiếng đồ ngốc. Thay cho danh tự đại thiếu, tất cả mọi chuyện đều vì một cái lời của bản thân ngày trước nội tâm quân dạ thống khổ như vậy, ta phải dùng nhu tình của mình cứu hắn thoát khỏi bể khổ. Không không có gì, quân có thể có thể nói cho ta biết nàng ấy như thế nào không? Để hắn giấu trong lòng không bằng khiến cho hắn nói ra có thể sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu mà để lâu á sẽ có thể hình thành tâm bệnh. Nàng nàng quân mặt tà kinh ngạc nhìn miêu tiểu miêu, nàng nào? chính là người trong lòng của ngươi đó. Miêu Tiểu Miêu dội vàng nói, người mà ngươi nhớ mãi không quên đó. Chương 1020, tuyệt vọng mà đi. Quân mặt Tà hít một hơi thật sâu, hắn không rõ Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ nghe một câu nói trong lòng đột nhiên hiện lên dung mạo của Mai Tiểu Kiên, còn có một bóng hình xinh đẹp thước tha của Quảng Thanh Hằng cùng với đọc cô Tiểu Nghệ. Đã lâu rồi, không được gặp các nàng quân đại thiếu thật sự có một chút nhớ nhà hai bên không thể có sự tình thôi liền nói ra làm cho nàng hết hy vọng làm cho nàng sớm từ bỏ chút tâm tư có khi nói không chừng cũng là một chuyện tốt làm cho nàng khổ sở nhất thời còn hơn cả đời sống khổ sở nàng rất đẹp nàng rất đẹp quân mặt tà thở phào nhẹ nhõm ánh mắt nhìn qua phía chân trời đáp dần dần lộ ra khẩu khí ôn nhu giống như đang nằm mơ nói. Tóc của nàng rất dài, rất phiêu dật. Một đôi mắt, lông mi nhìn cũng rất đẹp. Ta thường thường cười nói, long mi của nàng giống như là ánh trăng rằm từ bầu trời trải xuống. Bật quả, tuyệt không nhu nhược mà là mang theo một chút mùi vị hiên ngang, oai hùng. Miêu tiểu miêu kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn mang trên mặt nhớ lại thỏa mãn tươi cười đang nói người trong lòng của hắn. Đột nhiên trong lòng phát lên một luồng vừa chua xót vừa đau đớn cảm giác như là ghen tị vậy dâng lên trong lòng. Mặc dù đang trong lòng liêu mạng tự nói với mình không nên tức giận, không cần phải khổ sở, một ngày nào đó ta có thể chính thức thay thế được cái địa vị người nọ trong lòng của hắn. Nhưng mà vẫn không nhịn được nha, cái sự khó chịu đang trào dâng. Thì ra đó chính là tình cảm của hắn dành cho nàng Da của nàng rất trắng Dù nói là da thịt lấn xương thắng tuyết Cũng không đủ Mặt hình trái xoan, dáng người cao gầy Nàng thích mặc nguyên một bộ quần áo màu trắng như tuyết Ta thích nhất nhìn nàng mặc cái bộ quần áo này Một đầu tóc đen phất phới phiêu giật Mỗi một lần nhìn thấy ta đều có một loại cảm giác Nữ tử này không phải là người phàm tục chính là tiên ở trên trời buông xuống nhân gian. Ý nghĩa như vậy thật sự rất là thần thánh hoặc là dùng từ rất thánh khiết mới thích hợp hơn một chút. Nàng không cần lên tiếng, cũng không cần làm cái động tác gì, chỉ là xem bóng dáng cũng đủ khiến cho ta có một loại cô đơn lạnh lùng hoặc là cảm giác thần bí khó có thể tiếp cận được. Miêu tiểu miêu miễn cưỡng cười cười, nàng thật đẹp. Người vừa nói như thế, ta đều có một chút mong muốn được gặp nàng. Thật là không nghĩ tới, nhân gian lại có gia nhân quinh quốc quinh thành như thế. Không, nàng làm sao chỉ là gia nhân quinh quốc quinh thành, dung vẻ đẹp chốn nhân gian so sánh với nàng, căn bản là một sự xúc phạm rất lớn lao. Thật xin lỗi, ta không cố ý quạt lớn như vậy, nàng còn có một đức tính rất tốt, chính là làm việc chưa bao giờ do dự, không quả quyết. Vì cần chuyện tình gì cho nàng, là nàng lập tức có thể thẳng tay mà làm. Thật sự rất có dũng khí, đã từng một mình mình duy trì một cơ nghiệp to lớn như vậy, không có bất kỳ người nào giúp đỡ, một tay nàng chống đỡ cơ nghiệp, đối mặt với vô số cường địch, dây tứ phía mà vẫn có thể làm cho cơ nghiệp không đến mức suy bại. Quân Mạc Tà nói tới đây, trong lòng nhớ lại sự quật cường ở thời điểm Mai Thứ Yên một mình duy trì thiên phạt xâm lâm khóe miệng không khỏi lộ ra một ý thương tiếc xuất phát tự đáy lòng. Hồng nhan tri kỷ như vậy, trên thế gian này mấy ai có thể có được. Tuyết yên, kiếp này có thể có ngươi là hạnh phúc cỡ nào cho ta chứ? Đúng vậy, trên đời này chỉ sợ không tìm được nữa một cái vị nữ tử nào có thể cùng nàng để mà so sánh. Quân mặt tà cảm khái nói, có thể được gặp nàng không biết ta có bao nhiêu may mắn đã tu luyện mấy kiếp mới có phút này. Miêu tiểu miêu trong lòng chua xót không chịu nổi, chăm trước thật lâu mới hỏi một câu mà bản thân rất muốn hỏi. Vậy nàng, nàng là thế nào? Chết như thế nào? Hả? Chết như thế nào? Quân mặt tà bị những lời này dọa cho quảng sợ, kinh ngạc nhìn miêu tiểu miêu. Mà nàng không chết sao? Nàng làm sao có thể sẽ chết chứ? Người đang nói cái gì? Nói tới chữ cuối cùng, trong giọng mơ hồ trở nên tức giận. Bộ dáng miêu tiểu miêu, thoạt nhìn so dáng càng thêm ngoài ý muốn, nàng nhịn không được nghĩ dựng lên nói. Nàng không chết, tại sao? lại không chết, làm sao có thể chứ? Đương nhiên không chết rồi, như thế nào nàng bị chết? Quân mặt tà có một chút không vui, nha đầu kia hôm nay cứ thơ thơ thẳng thẳng rốt cuộc là muốn nói cái gì? Miêu Tiểu Miêu cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Mà rõ ràng nàng quên mất một chuyện, đó là tất cả những sự thật mà nàng nhận định đều chỉ là do chính nàng và mẫu thân của nàng phỏng đoán ra mà thôi. Quân à nè, mà người ngươi đang nói là ai vậy? Miêu Tiểu Miêu thật cẩn thận hỏi. Vậy thì người ngươi hỏi là ai? Quân mặt tà cũng trở nên hồ đồ. Nàng là thê tử của ngươi sao? Biểu tình của Miêu Tiểu Miêu lúc này tựa hồ như muốn khóc lên rồi. Đúng vậy, là thê tử của ta. Quân mặt tà gật gật đầu đáp, nhưng hắn không biết một câu nói kia hoàn toàn đẩy Miêu Tiểu Miêu vào vực sâu dạng trượng, vực sâu không đái dạng kiếp bất phục. Ngươi có thê tử mà nàng nàng còn sống sao? Miêu Tiểu Miêu thất thành thốt lên Thành nằm không có cao lắm nhưng mà mang theo một loại đau đớn xé gan xé phổi. Đúng vậy, vậy thì sao? Trong lòng của mặt tà thở dài một tiếng, chỉ đành lặng yên thì thầm. Đau dài không bằng đau ngắn, đau dài không bằng đau ngắn, chỉ đau nhắc thời thôi. Người, người, người đã thành thân sao? Người nói, người đã thành thân. Miêu tiểu miêu kinh ngạc, loạng choạng lùi về phía sau hai bước. Hai con mắt cắt gào nhìn hắn, trên khuôn mặt đang ửng hồng vì kinh ngạc kia chiếc miệng nhỏ đang anh đào khẽ hé mở đôi mắt đang long lanh nhìn chăm chú quân mặt tà nước mắt quanh dành mắt mà tuôn ra quân mặt tà trong lòng không khỏi giật mình nhìn đến cái vẻ mặt tuyệt vọng của miêu tiểu miêu quân mặt tà trong lòng mềm nhũng nhưng mà hắn cũng biết giờ phút này một khi mà mềm lòng chỉ sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ cho nên đành mạnh mẽ trả lời nàng một câu đầy thuyết phục. Thật sự, xin lỗi nàng, làm người phải biết phân rõ nặng nhẹ chứ. Nếu là lúc này không cho ngươi thương tâm nhất thời, ta đây liền rất có thể sẽ hại ngươi cả đời đó. Ngươi thành thân, ngươi thật sự đã thành thân sao? Miêu tiểu miêu mờ mịch thì thào tự nói, dù ý thức, lão đảo, lui về từng bước phía sau, nước mắt của nàng chỉ nhìn thấy một vật thật mơ hồ trong chớp mắt này miêu tiểu miêu cảm giác được tim của mình đã bị rơi vào vực sâu vô tận toàn bộ những cố gắng của nàng chỉ đổi lấy một câu nói một câu nói đang dày dò nàng hắn đã thật thân hắn đã thật sự kế tiếp nàng đột nhiên mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác lấy tay bưng kính một ngụm máu nóng đang trào ra khỏi miệng nàng đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một bầu trời đầy sao nước mắt tùy ý răng dài trên má. Rốt cuộc nàng không nhìn được, phát ra một tiếng khóc nặng nề, sau đó loạn toạn thân hình, xông thẳng ra ngoài. Đi đến cửa diện, nàng ngã mạnh một cái, sau đó loạn toạn đứng dậy, phóng thẳng ra bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng, nhưng mà tiếng khóc vẫn còn gian vọng khắp tiểu diện. Tiểu đậu nha hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tà, một khuôn mặt nhỏ nhắn không ngờ, tức giận đến đỏ bừng, âm âm, mắng hắn kẻ lừa đảo, ngươi là một kẻ đại lừa đảo luôn, ngươi đã thành thân còn chạy tới câu dẫn tiểu thư nhà của ta nữa, ngươi, ngươi là một tên háo sắc đê tiện du sĩ hạ lưu bỉ ổi luôn. Nói xong, xì một tiếng kinh miệt rồi chạy như bay theo hướng phía sau miêu tiểu miêu. Bạch Kỳ Phong đang ngồi ở trước sân, từ sau sự kiện thánh tôn cường giả đột kích lần trước, thất đại thánh hoàng không có dám chậm trễ, bảy người luân phiên cắt lượt gác để mà canh chừng quân đại thiếu. Chỉ là e tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà giờ phút này lại đến phiên của Bạch Thánh Hoàng trực ban. Bạch Kỳ Phong nhìn Miêu Tiểu Miêu thương tâm muốn chết, rồi đi một cách bất ngờ như vậy không khỏi ngây dại. Một hồi lâu sau mới tỉnh ngộ, dỗ dàng nhảy giọt tới trước mặt của quân Mạc Tà, âm thanh quán giận để trách hắn. Ngươi, thật là Tiểu tử nhà ngươi không thể vững vàng một chút được sao? Nàng sớm muộn gì cũng là người của ngươi rồi. Đợi cho đến khi các ngươi thành thân tiếp tục giỡn có được không vậy? Làm sao mà hiện tại đã muốn quả gấp rồi? Thân thể của nàng há có thể để cho người tùy tiện à? Bạch Thánh Hoàng không có thói quen nghe lén mấy cái cặp tình nhân trẻ này tâm sự mà quân mặt tà không có khiến cho hắn nghe được. Bởi vậy tự nhiên không rõ ở đây rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Bởi vậy giờ phút này Bạch Thánh Hoàng lại nghĩ Anh tà nhà ta đã cầm lòng không được mà muốn Còn miêu tiểu miêu thì lại không muốn Rốt cuộc cũng do cái phán đoán này Mà nói chuyện như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược Ngài nói cái gì vậy Cái gì mà sớm muộn đều là của ta Ta với nàng cái gì cũng không có làm mà Quân mặt tà buông buông tay dễ mặt vô tội Ngươi còn muốn làm cái gì với nàng Ngươi làm vậy giờ còn muốn chối hả? Con gái người ta vui vẻ mà đến như vậy. Tiểu tử nhà ngươi cương nhiên làm ra cái dạng này. Làm sao mà ngươi có thể như vậy chứ? Bạch Kỳ Phong chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Ngươi trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động. Tốt lắm, ngươi đợi đó đi. Mấy cái ông già họ miêu kia không có lột da của ngươi thì mới là lạ đó. Bạch Thánh Hoàng lắc đầu than thở. Nói xong, dèo một tiếng bỏ đi quân mặt tà thật sự không có nghĩ tới bạch thánh hoàng loáng một cái chạy mất tiêu hắn thầm nghĩ chẳng lẽ nói chuyện tình yêu một chút còn có thể quan hệ đến cái đại sự gì khác nữa sao cái gì mà như vậy cái cái gì mà cái không hiểu bất quá nhìn phương hướng miêu tiểu miêu đang đi trong lòng quân mặt tà thầm nói lời xin lỗi còn có một sự mất mát nhàn nhạt thở dài một tiếng quân mặt tà chậm bước đến diện môn, nhìn chăm chú vào vị trí của Miêu Tiểu Miêu vừa ngã xuống lúc nãy, trong lòng nổi lên một cảm giác đau đớn. Lấy tu vi quyền công của Miêu Tiểu Miêu trên đường bằng phẳng như vậy có thể dấp ngã, có thể thấy được lúc đó trong lòng của nàng đã thống khổ đến tình trạng gì, đã là cái gì cũng không suy nghĩ. Bỗng nhiên quân mặt tà cả người chấn động, bước nhanh lên vài bước, ánh mắt ngạc nhiên bị kềm hãm ngay tại vị trí của Miêu Tiểu Miêu ngã sắp xuống, có rải rác dài vết máu vẫn còn đang đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh lộng lẫy dị thường, vừa đẹp đẽ vừa thê lương, giống như từng viên hồng bảo thạch lộng lẫy nhất thế gian này. Chương 1021: Thánh tôn vấn tội. Vết máu vẫn không hề đổi sắc dưới ánh mặt trời. Quân mặt tà dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trong lòng cảm thấy rất là xót xa. Đây đúng là tâm huyết. Chịu sự đả kích nặng nề đã khiến cho nữ tử si tình miêu tiểu miêu phun ra tâm huyết. Nhưng mà tâm huyết chính là kết tinh của những tinh túy sinh mệnh tinh nguyên. hao tổn cỡ này cho dù là cường giả có quyền công cao thâm cũng khó có thể chịu nổi. Vậy mà miêu tiểu miêu một nữ tử yếu nhược là có thể chịu được loại đau đớn này Rốt cuộc nỗi đau trong tim của nàng lớn đến chừng nào chứ? Quân mặt tà dội đuổi theo hướng đi của Miêu Tiểu Miêu, men theo hướng đi của nàng, hắn có thể thấy từng giọt máu tươi lưu lại trên con đường đá uốn lượn, tựa như tấm lòng của thiếu nữ dần dở tan theo từng bước đi cho đến khi hoàn toàn dở nát. Quân mặt tà chậm rãi ngồi đó khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn lên những cái vệt máu lưu lại trên đường, trong lúc nhất thời cảm xúc tràn trề khiến cho tâm hắn rất loạn hắn không thể làm cho một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy bị quỷ đi trong tay của mình chỉ vì một phút xúc động quân mặt tà không thể để cái chuyện ấy xảy ra đơn giản chỉ vì miêu tiểu miêu không phải là một nữ tử bình thường nếu nàng là một nữ tử trong một gia đình bình thường hắn có thể chấp nhận nàng hắn có thể khẳng định sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho nàng hơn bất kỳ cô gái nào khác nhưng đó là nếu chuyện đó không thể xảy ra bởi vì nàng là miêu tiểu miêu là thiên kim đại tiểu thư của phiêu miểu quyển phủ lại còn là đứa con gái mà quyền phủ phủ chủ yêu quý nhất qua quan sát của bản thân trong mấy ngày quân mạc tà có thể thấy phiêu miểu quyển phủ có thế lực to lớn đến khi nào so với tam đại thánh địa chỉ hơn chứ không ít điều này khiến cho quân mạc tà tuy không có sợ hãi nhưng cũng phải kiên kỵ thật sâu ngoài nguyên nhân đó còn có một nguyên nhân khác đó chính là phiêu miễu quyển phủ không có nằm trong quyền quyền đại lục mà nằm trong một không gian độc lập tuy là cuộc sống ở hai nơi giống nhau nhưng mà thực tế nó vẫn cách ly quyền quyền đại lục vì thế chỉ cần bước ra ngoài thì nếu không có sự cho phép của quyển phủ đừng có mong mà vào trở lại còn nếu như muốn cậy mạnh mà vào rất đơn giản chỉ cần thực lực đạt tới sức mạnh của cửu ưu đệ nhất thiếu người đã sáng lập ra quyển Phủ mới có hy vọng đi vào. Quân mặt tà, dù thừa tự tin, nhưng mà để đạt đến sức mạnh đó không biết đến khi nào. Miêu tiểu miêu chẳng lẽ phải chờ mình từng đó thời gian? Làm thế chẳng phải sẽ khiến cho tủ thanh xuân của nàng trôi qua một cách vô nghĩa sao? Chỉ để bám díu vào một cái hy vọng xa vời. Đó là lý do vì sao mà lúc miêu tiểu miêu bày tỏ cõi lòng, quân mặt tà liền từ chối nếu mà hai người đến với nhau thì Miêu Tiểu Miêu phải mang một gánh nặng mà gánh nặng đó vượt qua mức chịu đựng của bản thân nàng. Cả hai người có thể ngay lập tức trở mặt thành thù, còn chính mình sẽ bị lương tâm cắn rứt mà Miêu Tiểu Miêu sẽ phải sống cả đời trong cô đơn. Thậm chí có thể dẫn đến hương dẫn Ngọc tang Hẳn nhớ những lời cuối cùng đã nói với nàng. Chỉ mong nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hãy quên ta đi hãy xem ta là một người khách qua đường, chỉ qua ngày mai thôi, vĩnh viễn ta rời xa nơi này, hoặc là cả đời này không bao giờ bước chân vào phiêu miểu quyển phủ nữa. Quân mặt tà ngồi thẳng lên, nhìn vết máu còn động lại trên đầu ngón tay, trong lòng có một chút thẫn thờ, hoài niệm. Bạch Kỳ Phong rất nhanh mang theo đám người tàu quốc phong trở về, cả bảy lão nhân ngồi cùng một chỗ than thở. Cả đám lão nhân thấy tâm trạng quân mặt tà không được tốt. Bảy người hỏi vài câu, nhưng mà do quân đại thiếu gia tâm trạng nặng nề, không có lời đáp lại. Bảy người đứng lên, cùng dõi mắt về hướng cửa lớn. Từng có người gây chuyện, bảy lão thánh hoàng dẫn khởi quyền khí chuẩn bị đón địch. Thế nhưng khi mà thấy bóng người xuất hiện trước cửa, cả bảy người như là những quả bóng cao su bơm căng lúc này đột nhiên xì hơi yếu xìu xuống hết. Trước cửa lớn hai gã hắc y nam dốc dáng cao gầy mang cái bộ mặt lạnh lùng. Ở phía sau hai người, chiếc cửa lớn vốn quy nghi hùng dĩ đã thành một đống gỗ dụng. Đống gỗ này nếu đem đi mà nhóm lửa tuyệt đối hảo hạng. Hai, hai vị chẳng hay là có việc gì phiền hai vị đại giá quan lâm. Tàu Quốc Phong gượng đứng lên cười. Cả hai người đều là hộ vệ bên cạnh quyển phủ phủ chủ, đều là hai cao thủ của thực lực nhị cấp thánh tôn đỉnh phong so với chiến tiêu tiêu mà quân Mật tà giết còn mạnh hơn mấy bậc. Có thể nói cả hai là chiến lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phiêu miễu quyển phủ. Cả hai còn là một đôi huynh đệ song sinh được biết với danh xưng miêu đao miêu kiếm. Mọi người đều gọi chung là hai người đào kiếm tuyệt sát. Các đời phiêu miễu quyển phủ từ trước đến nay, thực lực của phủ chủ không phải là cực mạnh nhưng lại có hộ vệ vô cùng bá đạo. Nguyễn Phủ cùng các đại thế gia rất giống nhau, ở chỗ thực lực của gia chủ đều không phải là cực kỳ khủng khiếp. Vì khi muốn trở thành cao thủ thì ngoài thiên phú cần tốn rất nhiều thời gian. Mà gia chủ thì phải quản lý mọi việc trong gia tộc, đảm bảo gia tộc có chiến lực cường đại. Như thế mới có thể khiến cho gia tộc tồn tại mà không bị suy yếu. Vì vậy nên không thể tập trung vào cái việc luyện công, khiến thực lực không cao là gì vậy. Hiện tại cả hai lại rời xa miêu kinh dân xuất hiện ở đây lại còn đá nát dụng cái cửa lớn của tàu quốc phong điều này minh chứng cho việc miêu kinh dân tỏ thái độ tàu quốc phong cùng với bạch kỳ phong liếc nhìn nhau cảm thán cả hai quay đầu nhìn quân mặt tà thầm nghĩ nếu người đối xử với tiểu thư kia tốt một chút thì cái chuyện đâu có đến nổi đâu lệnh của phủ chủ cho mời mặt quân dạ đến nói chuyện không được trốn tránh miêu đào lạnh lùng nhìn chăm chăm tào quốc phong rồi gườm một cái chẳng khác gì phát ra một lời cảnh cáo đoạn hắn đưa mắt tập trung vào mặt của quân mặt tà miêu huynh chẳng hay có việc gì mà phủ chủ gọi hắn vào giờ này có chuyện đại sự gì sao phủ chủ triệu kiến hắn có việc gì quan trọng chẳng lẽ còn phải báo cáo với người miêu kiếm khoanh tay đứng trả lời một cách lạnh lùng sau đó quay sang quân mặt tà bảo Tiểu tử đứng lên mau cùng chúng ta đi nào. Khoan đã, Tàu Quốc Phong đột nhiên đứng ra ngăn cản. Hai vị đại nhân mặc quân giả có sai cũng là do Lão Phu dạy đồ đệ không tốt. Lão Phu và bảy người tình nguyện cùng nhau đến chịu phạt, xin hãy cho chúng ta đi theo. Miêu đào, miêu kiếm vì công việc mà làm cho nên Tàu Quốc Phong không thể tiếp tục xưng huynh gọi đệ. Nếu mà tiếp tục nữa, quả là mất mặt. Không phải là gì của ngươi, Tào Quốc Phong, nể tình ngươi cũng là trưởng lão quyển phủ, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng đi theo làm gì, kéo rước quả vào thân. Ánh mắt của Miêu Đào vẫn như cũ, nhìn khuôn mặt của mặt tà lạnh lùng. Mấy ngàn năm nay, lão phu đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ gọi là thiên tài, tuy không phải là rất nhiều, nhưng mà cũng không ít đâu, huống chi là ngươi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có theo huynh đệ của chúng ta đi diện kiến phủ chủ không? Câu này có ý tứ rất rõ ràng. Nếu ngươi không đi, ta không ngại đưa một cái xác về gặp phủ chủ. Quân mặt tà vốn đã muốn đi theo, dù sao cũng vì hắn mà cái chuyện ra thế này. Dù hắn không sai, nhưng mà vẫn trong thâm tâm thấy mình có lỗi. Hắn muốn đi giải thích, dù sao cái chuyện này không phải là gì to tá cả. Nếu cả hai không đến, thì hắn cũng muốn tới gặp phủ chủ để mà nói chuyện nhưng miêu đào nói thế khiến cho hắn vô cùng phản cảm ngồi xuống hắn ngẩng đầu thản nhiên đón ánh mắt như đào của miêu đào chăm chọc nói một khi đã như thế thì cứ việc giết ta chúc mừng ngươi hôm nay có thêm một thiên tài không linh thể chất chết trong danh sách giết chóc của mình chương 1022 ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao từ trước đến nay quân đại thiếu gia khi nào bị đối xử như thế người kính tầm thước ta đương nhiên kính lại ngươi một trượng còn nếu ngươi có thái độ thì đừng có trách ta không khách khí miêu đào nghe vậy tức thì sắc mặt phát lạnh lên đôi mắt như lưỡi đào vô cùng sắc bén chĩa thẳng vào quân đại thiếu gia gằn từng chữ tiểu tử đừng tưởng ngươi có được không linh thể chất dạng năm có một mà kêu căng phách lối tuy là ngươi rất đặc biệt nhưng đặc biệt thôi, nếu ngươi biến mất thì quyển phủ đại lục vẫn là quyển phủ đại lục, phiêu miểu quyển phủ vẫn là phiêu miểu quyển phủ. Thế giới này cũng không có gì ngươi mà thay đổi, ngươi cho rằng mình rất đặc biệt sao? Hay, nói rất hay. <laughs> Quân mặt tà lạnh lùng nhìn hắn cười bắt chéo chân. Chính là vì không linh thể chất, không có gì đặc biệt. Cũng bình thường như ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng thôi. Vì thế bốn thiếu gia mới hào phóng bảo người giết một người không có gì đặc biệt như ta trên đời này không có gì là tuyệt đối có lẽ thế giới cũng sẽ không vì một người mà thay đổi nhưng từ một người chỉ để ám chỉ một bộ phận người bình thường còn đối với một số người thế giới có thể sẽ vì họ mà phát sinh một số biến hóa không thể tưởng tượng được sát khí trong mắt của miêu rào chợt hiện miêu kiếm im lặng nãy giờ bỗng thấy không ổn thầm nghĩ là quyển phủ chỉ yêu cầu mang cái tên tiểu tử này đến gặp hắn chứ không hề ra lệnh giết hắn hiện giờ lão đào chỉ dọa nạt hắn thôi ai ngờ cái tên tiểu tử này manh động đến thế khiến cho cả hai lâm vào tình trạng đâm lao phải theo lao lỡ lão đại lửa giận che mờ lý trí giết hắn thì cái chuyện càng phiền toái hơn xảy ra cái chuyện như vậy do cả hai người đều không ngờ mặc quân dạ tuổi trẻ nhưng mà lại quá cứng đầu tha chết không chịu lui Tình cảnh này tuy có tiêu cực nhưng mà lại phù hợp với kẻ không linh thể chất như hắn. Mặt quân dạ tuy rằng ngươi không có sợ chết nhưng mà ngươi nhẫn tâm không để ý đến tính mạng của bảy vị sư phụ của ngươi sao? Miêu kiếm hỏi, ngươi nên biết rằng mọi hành động của ngươi dù đúng hay là sai, đám người tàu quốc phong đều phải chịu phân nửa trách nhiệm. Ngươi nhẫn tâm nhìn cả bảy người chỉ vì sự manh động của ngươi mà tiêu tan công sức tu luyện cả ngàn năm sau quân mặt tà vẫn như cũ, cùng miêu đao mắt đối mắt, ánh mắt vẫn một mảnh bình tĩnh. Không vì những lời của miêu kiếm mà thay đổi cứ như những cái lời nói ấy chưa từng tồn tại. Miêu đao sau một hồi trầm tư liền hư lạnh nói, tiểu tử người được lắm, quá không hổ danh là kẻ có được không linh thể chất, lá gan quá thật rất lớn, chả trách làm cho tiểu miêu tức giận đến vậy. Ngữ khí của miêu đào tuy vẫn lành như băng, nhưng mà trước đó cái lời nói vẫn quý tán thưởng. Nhưng nói đến đây, âm thanh trở nên hừng hực vì giận. Quân mặt tà trong lòng chợt động. Chẳng lẽ miêu tiểu miêu đã xảy ra việc gì? Đừng có uy hiếp ta, ta không có chịu thua đâu. Miêu gia ta sẽ đến, không cần ngươi uy hiếp. Quân mặt tà chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng nói. Chuyện của miêu tiểu miêu thật ra là lỗi của ta. Nếu mà các ngươi không đến, ta cũng sẽ tới trách nhiệm của ta, ta trước nay chưa hề trốn tránh, còn nếu nguy hiếp ta, <laughs> quân mặt tà cười lạnh một tiếng, cho dù xác chất như núi, máu chảy thành sông, ta cũng không đi, nếu người thích có thể đem cái xác về báo cáo kết quả đi. Đối mặt với hai kẻ có thực lực cao hơn mình rất nhiều lần, nhưng mà đối phương đã nguy hiếp, thì hắn dù có chết cũng không phục. Trên thế gian này, không gì có thể thay đổi tính cách này của hắn đây chính là thứ được gọi là ngạo khí. Chuyện đến mức này, quân mặt tà vẫn đứng thẳng, ngẩng đầu cao, không chịu thua. Trước khi mà đến đây, cả hai đều không ngờ cái tên tiểu tử này có tính tình như vậy, vừa cứng đầu mà cao ngạo. Phạt hắn không được, giết hắn cũng chả xong, thật đúng là khiến cho người ta nhức đầu mà. Quân giả, nếu phủ chủ có chuyện tìm ngươi, thì ngươi hãy đi xem thử đi. Chuyện liên quan đến miêu tiểu nữ, cho nên họ nóng giận là chuyện bình thường. Tàu quốc phong thấy không khí dần có chiều hướng xấu đi, nguy cơ dẫn đến xung đột, đến lúc này cái mạng già của lão cũng đi tông, cho nên vội vàng mở lời khuyên bảo. Không, quân mặt ta nói như chém đinh chặt sắt, ta muốn đi hay không là chuyện của ta, muốn ta đi sao, hãy thu hồi cái lời nói mới rồi của ngươi thương lượng tiếp. Lòng mì của hắn díu lại lạnh lùng, nếu không, dù thực lực của các ngươi cường đại, muốn cường thế, đem ta bắt đi, thì đến nơi nào cũng chỉ là một cái xác chết thôi. Quân mặt tà nói ra lời này như trúng tâm sự của huynh đệ bọn họ. Họ đúng là đang tính toán trong đầu rằng, cả hai, mỗi người một bên nhắc cái tiểu tử chạy về, nhưng mà bị tiểu tử này nói một câu, khiến cho cả hai ngẩn cả người. Cái chuyện này thật là khó nghĩ, mà lùi không được, tiến không xong, Chuyện này liên quan đến tâm bệnh của miêu tiểu miêu, không thể chậm trễ. Nhất thời khiến cho đầu hai quân đệ như to ra. Đi, coi như tiểu tử ngươi lợi hại, lời nói mới rồi của lão phu xin được thu hồi, bây giờ đi được rồi chứ. Hắn nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn của mặt bà, lòng thầm nghĩ xem như lần này tiểu tử ngươi giỏi rồi. Hắn đang tự thôi miên cho mình với ý nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn, để thốt ra câu nói vừa rồi. Thế cũng tốt, nếu nói sớm một chút, chuyện này đâu có khó khăn vậy. Quân mặt tà, hả lại không biết, trong đầu của lão tử này nghĩ cái gì sao, nhưng mà hắn lại không để trong lòng. Sau này, hắn rời khỏi đây, cho dù lão gia quả này lợi hại đến mức nào, không thể làm gì hắn, trong lòng cười thầm, thúc giục. Còn chờ cái gì nữa, còn không đi máu, chẳng phải nói phủ chủ có chuyện quan trọng cần gặp ta thương lượng sao miêu đào cùng miêu kiếm hai đại thánh tôn nhất thời chán nản vừa mới hung hăng có chết cũng không chịu đi cũng là tiểu tử ngươi bây giờ dỗ dàng đòi đi cũng là ngươi chúng ta nghi ngờ cái tên tiểu tử này bị bệnh thần kinh rồi còn cái việc phủ chủ của chuyện quan trọng tìm ngươi cần ngươi phải nhắc nhở sao ngươi cũng xứng đáng là quân mạc tà tuy rằng hời hợt ngoài miệng nhưng mà trong lòng thầm lo lắng dù sao miêu tiểu miêu bởi vì cái chuyện ngày hôm nay mà xảy ra việc gì chỉ sợ cả đời này của mặt tà phải chịu cắn rứt ruột cho nên nếu nói về lo lắng trong lòng kỳ thật hắn so với hai vị này còn muốn sốt ruột hơn vài phần tiểu tử đi theo ta miêu kiếm bắt lấy cánh tay của hắn sau đó quân mặt tà cảm giác như bản thân đã đằng dân giá vũ giữa không trung trong lòng quân mặt tà thầm chấn động hai người này thực lực không phải là để trưng bày đâu tốc độ thật là nhanh dù là chiến tiêu tiêu bắn pháo cũng theo không kịp. Thực lực của Miêu Gia quả là hùng hậu. Lại nói về Miêu Tiểu Miêu do quá thương tâm ở trong lòng nên đi được không bao xa đã không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu Đậu Nha ôm nàng phi nước đại về Miêu Gia khiến cho cả Miêu Gia trải qua một hồi long trời lỡ đất. Miêu Gia từ già đến trẻ hôm nay đều tập trung lại để chúc thọ Miêu Kinh Dân tròn 500 năm tuổi thì thấy bảo bối miêu gia trở về trong tình trạng hấp hối tất cả đều cực kỳ quảng hốt miêu kinh dân vừa giận hừng hực lại có người dám tại đại thọ của mình làm bị thương bảo bối mình đây không phải là khinh thường miêu gia ta sao kẻ dám gây ra chuyện quá là rất có đảm lượng miêu tiểu miêu vừa được đưa vào phòng thì miêu kinh dân cùng với đám người miêu gia như ông dở tổ ùa vào trên mặt người nào người nấy đều cao có Miêu Tiểu Miêu thương thế không nhẹ là bởi vì tâm đã bị đả kích, nguyên thần bị tổn thương. Đừng nói là nàng chưa có hình thành nguyên thần hoàn chỉnh đã bị như vậy khiến cho tình trạng của nàng vô cùng nghiêm trọng. Nguyên thần tổn thương, ngũ tạng tổn hại, cả hai đã khiến cho Miêu Tiểu Miêu lâm vào hôn mê. Cái loại hôn mê này nguyên nhân một nửa là do thương thế của Miêu Tiểu Miêu gây ra, nửa còn lại là do ý thức của nàng mất đi hy vọng. Tất cả những gì mà nàng có sắc đẹp, tài năng, tình yêu, tất cả đều đã tan dở, khiến cho Miêu Tiểu Miêu không muốn tỉnh lại. Nếu không thể cứu nàng tỉnh dậy, thì xem ra nàng phải sống như vậy đến hết đời. Tình huống này rất giống với mẫu thân đồng phường dấn tâm của quân Mạc Tà năm đó. Bệnh này trừ phi mà người bệnh muốn tỉnh lại, còn không, không có danh y nào có thể chữa trị được. Miêu già từ già đến bé đều bó tay, không sao mà trị khỏi, cả đám đều rụng không ít tóc. Miêu phu nhân khóc liên hồi, ngất lên ngã xuống. Bận rộn cả nửa ngày, mọi người mới chợt nhớ đến nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi việc, đó là Tiểu Đậu Nha. Cả đám dội hỏi mọi chuyện rốt cuộc như thế nào. Tiểu Đậu Nha đương nhiên không có dám lừa gạt, lại cộng thêm một bụng đầy quán khí với quân đại thiếu gia, khiến câu chuyện kể ra, mặc dù không có thêm dầu thêm mỡ, nhưng mà ngôn từ đầy một cổ quán khí khiến ai nấy nghe mà đều giận tím mặt. Quân mặt dạ, cái tên này thật là không biết điều. Có người có ý kiến cho rằng nên bắt cái tên tiểu tử không linh thể chất đó về đem giết chết đi. Nhưng miêu phu nhân nhìn thấy con gái của mình sắc mặt trắng bệch trong lúc hôn mê vẫn lẩm bẩm. Quân dạ, ngươi thật sự không có quan tâm đến ta sao? Thật sự không muốn ta sao? Một lời này vô cùng thê lương khiến cho miêu phu nhân lòng đau như cắt. Chương 1023 Tâm Bệnh, Tâm Dược Miêu phu nhân hiểu rõ tâm bệnh chỉ có tâm dược mới trị được, mà quân mặt tà là tâm dược duy nhất có thể chữa khỏi cho con gái bà. Nếu chỉ vì kích động nhất thời mà giết hắn, thì chỉ sợ con gái của bà vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn, Miêu Tiểu Miêu lại có thể yêu mặt quân giả sâu sắc đến vậy. Cái chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Miêu Tiểu Miêu vốn là một cô nương dám yêu, dám hận, những cô gái như vậy, một khi mà đã yêu sẽ yêu điên cuồng, một khi trong lòng đã có đối tượng thì sẽ trả giá tất cả để có được người mình yêu. Dũng tâm cô nàng đã hướng về mặt Quân Dạ, cho nên chuyện này xảy ra. Yêu một người quá sâu đậm cũng là một loại cực đoan. Cho nên Miêu phu nhân lập tức nói Bất luận mặt quân giả làm gì thì giờ phút này cũng chỉ có thể hắn mới khiến cho Miêu Tiểu Miêu tỉnh lại. Bây giờ cách duy nhất đem hắn tới đây cứu tỉnh Miêu Tiểu Miêu rồi hãy tính đến mọi chuyện khác. Đám người của Miêu Kinh Dân đều là cáo già thành tinh. Những lời của Miêu Phu Nhân vừa nói đến bọn họ đã hiểu rõ. Vì thế Miêu Kinh Dân lập tức hạ lệnh cho hai hộ vệ thân cận nhất của mình tự mình ra tay. Trong thời gian ngắn nhất phải mang quân đại thiếu gia đến đây. Xong hai người kia đi đã một khoảng thời gian dài rồi mà chưa quay lại khiến cho miêu gia ai nấy như bị lửa đốt. Mỗi người đều tập trung tại đại sảnh buồn chồn lo lắng. Thậm chí có một tên đệ tử chạy đến thưa hỏi mấy cái chuyện bên ngoài cũng bị mấy lão già chửi đuổi ra ngoài. Miêu gia lâm vào bầu không khí đầy áp bức chưa từng có từ trước đến nay. Đúng lúc này, một âm thanh gian lên trong không trung sông dệ đồng thời hiện ra cả hai đồng thời thả tay ra một thiếu niên rơi xuống mặt đất chân hơi lảo đảo nhưng đã đứng thẳng lên lập tức đôi mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh thản nhiên mặc dù đối mặt với sự giận dữ của những người xung quanh vẫn không hề sợ hãi người chính là mặt quân dạ sao người vừa mở miệng hỏi là một người trung niên người này dáng người thanh tú nho nhã một thân văn sĩ phong lưu hắn không có giống một cao thủ quyền khí mà giống một vị học giả quyền bác hơn. Trên thực tế, Mạc Tà có thể đoán được thực lực của người này rất thấp, nhưng mà hắn có thể đứng tại phòng này với một khí độ như thế, chứng tỏ địa vị của hắn trong gia tộc phải rất siêu phạm, thậm chí không dưới phủ chủ miêu kinh dân. Ngoài ra cái người này còn sở hữu một thân quyền khí tự nhiên, ẩn chứa đủ chủng loại vì thế quân mặt tà có thể xác định thân phận của trung niên này chính là phụ thân của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàng Tịnh Vũ. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở tại Miêu Gia, nơi cao thủ như mây mà tu vi chỉ ở mức thần quyền. Giảng bối đúng là mặt quân giả, vị này chính là Miêu Bá Phụ có phải không à? Giảng bối hữu lễ. Quân mặt tà nhìn xung quanh một vòng, tiêu sái cười cười hỏi ngược lại. Quả nhiên thiếu niên anh tài Riêng phần trấn định cùng sức quan sát này Không hổ danh là kẻ có không linh thể chất trong truyền thuyết Miêu Hoàng tịnh vũ khẽ cười thầm ý Nhìn hắn một cái khen ngợi một câu Sau đó bình tĩnh nói Mặt công tử mời vào Hắn không phải là kẻ khích lệ bình thường Phải biết rằng người thanh niên mười mấy hai mươi tuổi này Từ không trung rớt xuống đã lập tức chống lại sự thịnh nộ của hàng trăm thánh giả. Nếu gặp kẻ khác, sợ sớm phát run toàn thân rồi. Điều này không chỉ cần trấn tĩnh mà còn cần đến tâm tư cẩn mật, năng lực quan sát và khả năng trinh thám tinh tế tỉ mỉ. Những cái thứ này là điều kiện cần có để có thể bước lên cấp bậc cao thủ, mà tên này lại có không linh thể chất trong truyền thuyết. Đúng lúc này bên trong truyền đến một tiếng hét to, còn nói bậy bạ cái gì, không có mau nhường cho cái tên tiểu tử súc sinh đó, lăn vào để cho ta âm thanh này kéo theo một trận chấn động tại đại sảnh miêu phu nhân lúc này đứng bên cạnh trường phu tận mắt thấy cái người đã mê hoặc nữ tử của mình nàng lập tức cảm thấy khác thường thiếu niên này tuy là bộ dạng không tính anh tuấn bất phàm thậm chí có thể nói là bình thường nữa nhưng mà thiếu niên này mỗi một cử động đều mang đầy nét thú vị lời nói và cử chỉ lại càng trấn định tự nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh vô cùng thoải mái trong lòng của bà cũng có một chút thưởng thức. Thầm nghĩ là chỉ có nhân vật như vậy mới khiến cho nữ nhi bảo bố của ta say mê. Chỉ có hành động của tên gia quả này thật đáng phẫn nộ. Người thấy hắn như thế nào? Miêu phu nhân chăm chú nhìn khuôn mặt bà nhỏ giọng hỏi trường phu. Thật tốt. Miêu hoàng tịnh vũ trong mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa. Nhìn khuôn mặt bà từng bước đi tới nhẹ gật đầu. Kẻ này ở Nguyễn phủ thì trong lớp trẻ không có ai có thể bằng hắn. Cho dù là toàn quyền quyền đại lục, hắn cũng là đệ nhất nhân của lớp trẻ. Tiểu Miu nếu có thể gả cho hắn, đúng là chúng ta có thể yên tâm. Miu phu nhân há miệng kinh hãi, tuy bà biết rằng trượng phu của mình lúc nhỏ thể chất yếu ớt, chuyên bệnh tật nhưng mà tài học rất cao, ánh mắt cực kỳ độc đáo. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đánh giá ai quá cao, duy chỉ có tiểu tử này. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí gặp mặt nói chuyện chưa từng mà lại đánh giá hắn cao như vậy. Đây là lần đầu tiên bà thấy trong thời gian hai vợ chồng chung sống. Ánh mắt của Miêu Tiểu Miêu thật là tin tưởng. Vì tiểu tử này mà bị thương xem như cũng đáng giá. Miêu Hoàng tịnh vũ bỏ lại một câu như vậy rồi cùng quân mặt tà hướng về trong phòng tiến vào. Ánh mắt tin tưởng cái gì chứ Nghe nói hắn đã có vợ, chẳng lẽ có thể quỷ khuất nữ nhi của chúng ta làm tiểu thiếp sao? Như vậy xem thường nữ nhân của chúng ta sao? Miêu phu nhân bất mãn nói thầm, ánh mắt không tự chủ liếc về toàn tiểu lâu tinh xảo. Trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết, nơi đó cũng là khuê phòng của nữ nhi, Miêu tiểu Miêu. Mọi việc đều có trời định, chỉ cần tiểu Miêu nguyện ý thì ngay cái làm thiếp chưa chắc không thể hạnh phúc. Miêu Hoàng tịnh vũ quay lưng khinh thân bỏ lại một câu nói. Con trẻ đều có chủ ý riêng, mình để cho chúng tự quyết định đi, đừng có biến mọi việc quá phức tạp suy nghĩ nhiều, để cho lòng thanh thản. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất trong cửa. Miêu phu nhân run sợ hồi lâu, quán giận dậm chân lẩm bẩm. Nữ nhi nhà của mình có thể nào mà không quan tâm, ngươi cho là ai cũng là như ngươi sao, đều không có tim phổi hả? Khẽ làm nước mắt, nàng cũng đi theo vào bên trong. Quân Mạc Tà đột nhiên có cảm giác kỳ diệu, tựa như là cảnh Dương Tử Vinh đi vào Liễu Hổ Quy vậy. Lúc này Miêu Kinh Dân giấu mạnh cái bàn một cái, tạo ra một tiếng vang lớn, lạnh lùng nói: Người có biết tội của ngươi không? Chà, già dạ rồi nên bớt lời nói thừa đi. Có chuyện gì cứ thẳng thắn mà nói ra. Quân Mạc Tà phải tay đáp: Thời gian kéo càng dài chỉ sợ càng không tốt tốt hơn là nói rõ ràng mọi chuyện đi phủ chủ đại nhân. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng giật mình. Có vẻ như ai cũng không nghĩ ra cái tên tiểu tử này, trong trường hợp như vậy mà có thể nói ra mấy câu này. Chỉ có ai người không lấy làm lạ, đó chính là huynh đệ miêu đao miêu kiếm. Tiểu tử này ngay cả chết còn không sợ, chỉ một câu ngươi có biết tội của ngươi không, căn bản hù được nổi hắn sao. Người Tiểu tử người có biết lão phu vì sao mà gọi ngươi đến không? Miêu Kinh Dân trao mày hỏi, sau đó khẽ nhíu mày nhìn sang hai huynh đệ Miêu Đao cùng với Miêu Kiếm. Hai người dội vàng lắc lắc đầu, ý bảo rằng trên đường đi cái gì cũng không nói. Tiểu tử đắc tội với cả hai huynh đệ chúng ta, chúng ta còn có thể tốt bụng nhắc nhở hắn sao? Cái này muốn đoán chẳng có gì khó khăn. Hồi chiều lúc mà Miêu Tiểu Miêu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà ta, quân mặt tà hít sâu một hơi nói khi mà ra đến cửa thì phát hiện nàng đã phun ra một ngụm máu thì đã biết có chuyện chẳng lành rồi vốn là ta đang chuẩn bị đến đây thăm hỏi một chút sao cũng nhờ hai cái vị lão gia này kẹp nách sách đến đây như vậy nếu miêu tiểu miêu mà không xảy ra chuyện mọi người chẳng có gấp gáp tìm ta như vậy có điều vì chuyện này mà đi tìm ta cũng vô dụng mà người <laughs> hảo tiểu tử râu tóc của Miêu Kinh Dân lúc này càng bày tán loạn. Thì ra người cũng đã biết, vậy mà còn bày đặt giả bộ hồ đồ hả? Cái gì mà giả bộ? Ta có hồ đồ cái gì đâu mà giả bộ? Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, hiện tại Miêu Tiểu Miêu ở đâu? Từ lúc quân mặt tà tiến vào, cũng cảm thấy được sự tình, chỉ sợ có một chút không ổn. Xem ra tình huống hiện tại của Miêu Tiểu Miêu có thể nghiêm trọng hơn so với dự đoán của mình. Bằng không, vị quyển phủ phủ chủ lạnh lùng cho dù núi sập không cao mài kia cũng chẳng biến thành cái bộ dạng này. Ngũ tạng tổn hại, tâm mạch bị thương nặng, nguyên thần tiêu tán, chìm vào hôn mê sâu. Mỗi lời nói ra, giọng của Miêu Kinh Dân nặng nề hơn ba phần, càng về sau quả thật như sấm sét gầm gian. Sắc mặt của lão lúc này đã bầm như quả cà tím, đột ngột, hét lên một tiếng. Ngươi còn hỏi như thế nào hả? Ngươi có muốn biết như thế nào Không. Các bạn vừa nghe xong tập 214. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.